Thiết thực kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Am đã tổ chức giao lưu văn hóa, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam dioxin. Trong dioxin của thành phố Hà Nội, trong đó có hai bà mẹ Việt Nam anh hùng ở quận Đống Đa, bốn chiến sĩ trên cánh cửa sắt Dinh Độc Lập trưa ngày 31 da cam dioxin của thành phố Hà Nội. Hai tập thể cũng đã được nhận quà của công ty là Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và Hội Người Cao Tuổi quận Thanh Xuân. Đây là tổ chức có nhiều cựu chiến binh đã có nhiều thành tích đóng góp vào việc giáo dục truyền thống đấu tranh cho các thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa những người đã hy sinh. Tổng số quà tặng có giá trị là 2.